của mình thì tình hình chung là nếu như mà không có bị dịch á, nhà nước mà cho phép làm á thì vẫn sống được tạm qua ngày, mà từ ngày dịch tính giờ thì bắt đầu mới lâm vào cảnh khổ như thế này thôi. Chứ thật sự mình cũng không mong muốn phải được nhận tiền hỗ trợ, nhưng mà giờ quá khổ rồi. Nói chung là nhà nước không có hỗ trợ luôn á, chỉ hỗ trợ một hai phần quà nhỏ nhỏ như thôi, chứ tiền mà cái gói của ủy ban rồi cái cũng không có nhận được. Nói chung có rất nhiều người nhận được, nhưng mà đặc biệt ở đây ngay xóm ta, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn này là không nhận được đồng bạc nào của nhà nước hết. Và thành ra giờ đây là nhận được tiền của mạnh thường quân thì rất là cảm ơn. Rồi từ ngày nhà nước là không cho đi làm đến giờ là cứ ở trong nhà đó, rồi không có làm gì được. Nói chung là lúc mà làm cũng có ghém, là như mình để phòng hờ dự định là để là sau này mình không có nghĩ đến phải thất nghiệp như thế này nữa, thật sự luôn. Chưa đã phải nghĩ đến là chưa được cảnh như thế này, bây giờ mới quá túng quẫn đi thật sự luôn. Mà bây giờ nếu mà thời điểm này mà nếu mà hết hết tháng này hoặc là thêm tuần sau thì như lời nói thì còn, nếu mà dịch hết thì còn đỡ, còn nếu mà không hết thì còn không biết làm sao luôn. Xin chào cô chú anh chị, thì hôm nay em đang có mặt ở Hóc Môn, một dãy trọ. Thì ở đây thì cũng rất là nhiều bà con đang gặp khó khăn. Thì ở đây thì theo em được biết thì cũng có chia sẻ với các cô chú anh chị, thì đa phần là bà con ở đây thì sống là bà con ở các tỉnh miền Tây lên. Thì đây là dãy nhà trọ, thì cái giá thì khoảng 600 ngàn và điện nước luôn là 1 triệu. Thì tình hình chung là nhiều tháng qua thì bà con ở khu dãy trọ này gặp rất là nhiều khó khăn, nên em đến đây để mà em muốn dùng số tiền của các cô chú anh chị mạnh thường quân gửi đến cho bà con của mình, cũng như là hy vọng là cái số tiền này có thể là trang trải chia sẻ được một phần nhỏ nào cho bà con trong cái mùa dịch này, cũng như là tạo được cái một cái niềm vui cho bà con. Em chào anh. Ủa? Chào em. Anh cho em hỏi thăm xíu anh ha, thì mình người sống ở đây lâu chưa anh ha? Cũng 3 năm rồi. Dạ. Là mình quê ở đâu anh ha? Quê ở Đồng Tháp. Dạ. Đồng Tháp rồi mình làm công việc gì vậy anh? Làm công nhân ở Sài Gòn. Dạ. Thì không biết là xóm trọ của mình là từ lúc dịch tới giờ là bà con có giống như là chính quyền địa phương có hỗ trợ cho mình không anh ha? Hồi lúc dịch tới giờ thì chính quyền địa phương đây không có hỗ trợ gì, trên có trên chùa Hoằng Pháp có hỗ trợ gói quà, tới giờ không có hỗ trợ. Dạ. Còn mình ăn uống những ngày qua như thế nào anh ạ? Những ngày qua thì dịch cúm nhà nước có ra chỉ thị không cho đi chợ đó, cũng nhờ ở ngoài lộ mua giùm đậu hũ với rau củ sống qua ngày. Rồi từ bữa giờ dịch bệnh rồi, trong người còn tiền bạc thì không anh ha? Nói chung ra mấy thất nghiệp mấy tháng nay cũng không có tiền. Thì anh thì cũng đã sống ở đây lâu rồi, thì cũng như là dãy trọ mình hiện tại là còn có bao nhiêu dãy anh ha? 8 phòng. Dạ. Có 8 phòng. 8, ta, trước đó là 8 phòng hả? 8 phòng. Rồi có hộ nào mà dịch bệnh quá chịu không nổi rồi về quê luôn anh? Có về 3 phòng. Cũng như là cầm cự là không nổi hay sao? Không nổi là về quê 3 phòng mà. Còn anh thì bây giờ cầm cự nổi không? Giờ cũng tính xin về quê mà về cũng không được. Thấy trên này tình hình dịch này chết quá cũng sợ, mà giờ không có ra lộ được. Rồi mấy nay ăn uống sao anh? Ăn thì cũng gói ghém qua ngày, cũng có đậu hũ này kia, mì gói. Vậy trong xóm chợ mình mấy nay có người nào đói lắm không? Có mà Quốc Thắng với Tiết khổ mang bầu khổ, rồi cũng nhờ mạnh thường quân giúp Thắng với Tiết vượt qua khó khăn này. Bây giờ là xóm chợ mình đang ở tổng cộng là bao nhiêu người anh ha? Là 14 người. 14 người, anh có thể là kêu gọi bà con đứng ra trước cửa em được không? Rồi, để Dạ. Dạ. Bà con nào đeo khẩu trang cho giúp em nha, tại vì dịch bệnh tình hình chung á là 14 người đúng không? Đứng đây em luôn đi à. Đây hả? Để em đi xuống đây xíu.
Ủa chị là vợ anh luôn hả? Ờ anh chào hai em nha. Ủa là mình là sống ở đâu em ha? Quê mình đó. Ở Đồng Tháp anh. Ờ rồi trước giờ mình làm công việc gì? Công nhân. Công nhân là mình làm bên cái việc gì em? Làm giày. Ừ. Rồi bữa giờ dịch bệnh rồi mình có gặp cái khó khăn gì không? Cũng như là có dịch bệnh hôm nay cũng không có được đi làm á. Ừ. Với lại khó khăn trong cuộc sống. Ừ. Rồi tiền bạc thì còn gì nữa không? Dạ còn được 200-300 ngàn à. Còn 200-300 ngàn hả? Dạ. Rồi nếu mà xài hết tiền đó rồi rồi em tính sao nữa? Dạ cũng nhờ mấy mình nhờ vòng vòng đi. Ủng hộ anh Quân ủng hộ. Ừ. À, mấy chị ra trước đứng giúp em nha. Thì em đứng đó nhà mới là đứng ngay cửa nhà em thôi chứ không phải em kêu ra hàng trước. Dạ thì cũng như là hôm nay thì em tới đây thì cũng như là em xin trích tiền của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tới cho bà con của mình ở Hóc Môn cũng như là dãy xóm trọ này cũng như là xóm trọ nghèo luôn á, là cái phòng có 600 ngàn tháng thôi. Thì bằng cái tấm lòng thôi nha, thì em xin gửi đến các cô chú là mỗi anh chị là 500 ngàn. Dạ thì anh xin gửi cho em nè. Em cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân. Mỗi người 500 hết nè. Dạ em gửi cho chị. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em 500 ngàn để em sống. Chị có bao giờ nghĩ là mình được cầm số tiền 500 ngàn trong mùa dịch này không? Dạ được. Ông ý là có bao giờ nghĩ là được ai đó tặng? Không, với nó anh mới cầm được. Thấy gung không? Mừng lắm không? Dạ. Dạ, rồi em chúc chị sức khỏe nha. Dạ, em xin gửi cho anh 500 à. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Vui không anh? Bữa giờ có ai cho tiền chưa? Chưa hả? Dạ rồi em cảm ơn anh. Lần đầu tiên luôn hả chị? Mừng không? Ủa lã em tới đó hết sao? Rồi anh gửi cho. Dạ anh gửi cho em nè. Dạ cảm ơn anh với cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Ừ. Anh gửi cho em. Cảm ơn anh. Ừ, em cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ em. Ừ, cái mùa dịch này thấy cầm 500 ngàn thấy vui không em? Vui anh. Tại bữa giờ có ai mà cho tiền chưa? Dạ không, có cho rau củ với thịt gạo. Dạ cầm tiền thấy sướng không? Ừ, cái này thì tiền của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi đến anh để mà anh tìm những bà con nào mà có duyên thì anh sẽ trao á. Thì hôm nay thì vô tình thì anh biết được cái xóm trọ của mình nên là anh sẽ trao cho bà con. Thì cũng mong là những cái số tiền này sẽ giúp cho bà con của mình được một phần nào đó vượt qua khó khăn cũng như là có một cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Dạ rồi. Dạ con xin gửi chú 500. Cảm ơn. Dạ. Chú gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp con với chú. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ vượt qua khó khăn này. Dạ. Ủa chú với cô là hai vợ chồng hay sao? Chồng với đứa con. Dạ. Cô ơi ví dụ một hồi nữa con đi tuốt sao thì cô mất lượt được không? Được không? Ủa vậy là 14 người là có tính người lớn người nhỏ hết không? Dạ chỉ có tính 14 là tính làm 13 với một đứa bé là 14 thôi. Dạ là đứa bé là 14. Dạ rồi con cảm ơn chú nha. Chúc dạ, chú sức khỏe. Dạ. Con chào cô. Chào dạ. Con dạ, chào chú. Ừ, con tên gì? Tên Đặng Liên Gia Bảo. Ờ à, học lớp mấy nè? Con học lớp 3. Ờ à. học giỏi không? Hả? À. Con thưa các cô chú ông bà đi. Các ông bà cô chú. Chào các ông bà cô chú. Chào các ông bà cô chú Mạnh Thường Quân. Giơ tay lên chào. Con chào các cả. Phanh tay cũng được, hay nói cũng được không sao. Con chào các cô chú với ông bà Mạnh Thường Quân. Con chào. Các ông bà cũng được. Các cô cháu. Cô chú Mạnh Thường Quân. Giỏi. Tặng 500. Dạ. Cảm ơn chú. Mạnh Quân. Mạnh Quân. Rồi. Cô ơi, bây giờ con đi xuống sau được không? Dạ. Vậy là không có gì. Con đi xuống sau nha. Bây giờ con đi xuống sau có bị mất lượt thì có buồn không? Buồn chứ.
Hôm đó tới giờ trong quá trời luôn. Đó giờ chưa ai cho tiền đúng không? Dạ. Ngày giàu rồi tới giờ. Dạ con gửi cho cô 500. Dạ gì cảm ơn anh, dì cảm ơn mấy chú Mạnh Thằng Quân với cho gửi lời cảm ơn. Dạ, cầm tiền thấy sướng không? Dạ, mùa dịch này thật sự thì có giống như là bà con giúp như là các Mạnh Thằng Quân mà chia sẻ thì mình cũng thấy thật ấm lòng đúng không? Dạ. Gì? Có khi nào mình nghĩ là dịch này không ai cho mình tiền không? Đúng rồi. Dạ. Dạ cũng khó khăn. Dạ. Người giúp đỡ là mình rất là. Dạ. Còn mình cầm tiền mình thấy rung không? Dạ. Có hồi hộp trong lòng gì không? Dạ có. Dạ rồi. Con mắt lượt lại buồn nữa. Dạ rồi. Dạ em xuống đây cô chú anh chị. Chào anh nha. Dạ. Em xin phép mà gửi cho anh 500 ngàn để mà đây là số tiền của các Mạnh Thường Quân gửi đến em để mà chia sẻ cho bà con của mình đó. Thì mong anh có lời chia sẻ cũng như là gửi đến các cô chú Dạ có. Cảm ơn các chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho. Xin cảm ơn nhiều. Ừ. Bữa giờ mình sống mình làm gì kì anh ha? Dạ làm công ty. Công ty gì ha? Nhân giày dép. À giày dép luôn hả? Dạ. Rồi luôn. Ủa khu này mình làm chung hết luôn hả? Là mình quê đâu anh ha? An Giang. An Giang. Sống mình hả? Một mình. Rồi vợ con đâu? Chưa có. Chưa có hả? Hy vọng là mùa dịch này anh sẽ có vợ nha. Dạ. Em sẽ quay phim này có ai mà có nhà ý thì em sẽ đăng luôn cho. Cảm ơn. Nhà sướng không? Sướng. Chứ cầm tiền thấy vui lắm anh. Vui. Thôi em chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ còn có hai em này hả? Ủa sao còn nhiều vậy? Em tên gì? Em tên Diệu. Em tên Diệu á, mình là sinh năm mấy ha? Em 96. Là mình cũng làm công ty dày da luôn hả? Đúng rồi. Ủa hai em với em đó là sao? Chồng em. Ủa chồng em hả? Dạ. Tại vì thường ta chồng đứng trước. Anh nói giỡn mà. Anh tưởng chị em. Rồi anh nói giỡn. Thì ở đây thì cũng hơi tối xíu nên cô chú anh chị cũng thông cảm. Tại vì ở đây là dãy nhà trọ thì giá bình dân lắm, có 600 ngàn tháng thôi. Thì anh xin gửi em là 500 ngàn. Tiền này là tiền của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi đến anh để mà tìm những hoàn cảnh khó khăn mà tự nhiên anh gặp á. Thì anh xin gửi cho em. Thì trước khi nhận tiền thì em thấy cầm tiền em thấy sao nè? Thấy rung hả? Vậy hả? Rồi có đôi lời gửi tới em cũng cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ, rồi cũng cảm ơn anh đã tìm tới hỗ trợ được em. Ừ. Dạ. Rồi anh chào em. Dạ, rồi. Em tên gì ha? Tên Khánh. Tên Khánh là mình quê đâu em ha? Dạ, Vĩnh Long. Vĩnh Long là chồng em đó hả? Ừ. Thì anh gửi cho em 500 ngàn. Thì trước khi cầm tiền thì em có đôi lời tâm sự gì không? Dạ, cũng cảm ơn anh và Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Ừ. Vậy thôi hả? Hết không? Hết, anh quay lại anh nha. Và mấy cô chú anh chị cầm tiền thấy sướng chưa? Vui. Vui, vui nè, bây giờ đồng lòng cảm ơn Mạnh Thường Quân cho vui nè. Cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân. Đây là xóm trọ nghèo vui vẻ của chú anh chị đặc biệt là bà con miền Tây rất là dễ thương tại vì em cũng là người miền Tây. Dạ em Bến Tre chị. Chị ở đâu? An Giang Đồng Tháp hả? Dạ nội em ở Đồng Tháp á, Tháp 10. Dạ. Nhà trọ của mình thì tình hình chung là nếu như mà không có bị dịch á, nhà nước mà cho phép làm á thì vẫn sống được qua ngày. Dạ. Mà từ ngày dịch tính giờ thì bắt đầu mới lâm vào cảnh khổ như thế này thôi. Chứ thật sự mình cũng không mong muốn phải được nhận tiền hỗ trợ. Nhưng mà giờ quá khổ rồi. Nói chung là nhà nước không có hỗ trợ luôn á. Chỉ hỗ trợ một hai phần quà nhỏ như thôi. Chứ tiền mà cái gói của ủy ban người kia cũng không có nhận được. Dạ. Nói chung có rất là nhiều người nhận được, nhưng mà đặc biệt ở đây ngay xóm ta, ấp Tam Đông, xã Thới Tâm Thôn này là không nhận được đồng bạc nào của nhà nước hết. Dạ. Dạ, thành ra giờ đây là nhận được tiền của Mạnh Thường Quân thì rất là cảm ơn. Dạ.
Vậy bữa giờ mình cũng sống vòng vòng trong cái khu này thôi. Dạ đúng rồi, từ ngày nhà nước là không cho đi làm đến giờ là cứ ở trong nhà đó, rồi không có làm gì được đó. Cũng như cho vậy ăn đó. Dạ. Còn mà mình không có tiền mình cũng phải chịu à. Nói chung là lúc mà làm cũng có ghém là mình để phòng hờ, dự định là để là sau này mình không có nghĩ đến phải thất nghiệp như thế này nó thật sự luôn. Chưa là phải nghĩ đến là chưa được cảnh như thế này, bây giờ mới quá túng quẩn đi thật sự luôn. Mà bây giờ nếu mà thời điểm này mà nếu mà hết tháng này hoặc là thêm tuần sau thì như lời nói thì còn nếu mà dịch hết thì còn đỡ, còn nếu mà không hết thì còn không biết sao luôn. Yeah. Rồi bây giờ trong người còn tiền gì không chú? Dạ thì bây giờ nói chung cũng tiền thì còn ít chút đỉnh thôi vậy. Dạ. Mà mình lây lắt sống được thôi. Cũng như mình cầm cự tới đâu hay đó. Dạ. Thì tình hình chung dịch bệnh cũng khó khăn. Dạ. À, cũng như là con cũng hy vọng rằng là ở xóm trọ mình giống như là có một cái hộ nào khó khăn thì rất mong là cả xóm trọ mình đồng lòng giúp một cái hộ nào đó cho một ít gạo để mà vượt qua khó khăn. Con cũng hy vọng rằng cái điều đó. Con cũng xin là chúc cho xóm trọ mình là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Và chúc cho bà con chia sẻ yêu thương với nhau, tại vì mùa dịch này thật sự là rất khó khăn luôn á. Xóm trọ mình giống như là hiện tại là cả nước đang chung tay giúp đỡ nhau, như là xóm trọ mình giúp đỡ nhau, sau này dịch hết thì sẽ có một cái cuộc sống khác hơn, và cũng như là cái tình thương của xóm mình nó sẽ gắn kết hơn nữa trong cái mùa dịch này và mãi mãi về sau. Dạ. 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 Cảm ơn em. Dạ. Trước khi chia tay thì chúc em có nhiều sức khỏe để mà có cái sức khỏe mạnh hơn để mà có những chuyến thiện nguyện được tốt hơn. Dạ. Dạ. Thì chú trước khi chia tay thì chú cũng chúc cô chú anh chị mạnh quân con một lần nữa đi. Chúc cho Mạnh Thường Quân, chúc cho em có nhiều sức khỏe để có những chuyến thiện nguyện được tốt hơn. Dạ, con cảm ơn, con cũng chúc cho xóm trọ mình nhiều sức khỏe. Cầu cho xóm trọ mình được nhiều người hỗ trợ để mà vượt qua cái mùa dịch này. Dạ, dạ, dạ cảm ơn. Em cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị, chúc tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống. Rất mong được các Mạnh Thường Quân san sẻ yêu thương để giúp đỡ cho bà con đang gặp tình cảnh dịch bệnh khó khăn như thế này. Em chân thành cảm ơn.